Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại chơi nổ mình. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Online Platinum các bạn ơi. Thì mình hiện tại mình đang ở trước cửa gym bạn. Bây giờ mình sẽ bảo đánh cái đạo quán này luôn. Để lấy chiếc huy hiệu thứ ba nha bạn. Thì đạo quán này là Pokemon hệ nước nha. Để mình sẽ gạt cái cần gạt này. Thì nó sẽ xuất hiện một cái đường để mình đi. Thì Pokemon hệ nước thì mình sẽ ưu tiên là hệ cỏ rồi. Ok, hệ cỏ hệ điện rồi bạn. Nhưng mà hiện tại con video xong đã tiến quá rồi bạn. Mình sẽ cạn Elitebus các bạn. Nghe nói Elitebus là level 40 sẽ tiến hóa luôn các bạn ơi. Đó thì mình muốn test thử coi à, nó phải level 40 tiến hóa không các bạn. Tại có bạn nhắc mình nói mình là nó level 40 tiến hóa. Mình nghĩ có thể là có thể các bạn. Tại vì mấy bạn từng bản cơ mình chắc chắn mấy bạn đã chơi trước mình rất nhiều rồi. Có một số bạn chơi trước mình rồi. Thì mình như đừng nó nói như đầu là bản rơm này nó là complete khá là lâu rồi. Thì có mấy bạn nó chơi trước mình thì không có nói đâu các bạn. Chắc chắn là các bạn sẽ chơi trước mình. Thì mấy bạn có thể đã biết. Tranh thủ và cậy này lên là 40 luôn các bạn. Cái gì đây? Hôm nay thì kêu chứ chị kêu nhận xuất bọt phải bạn. Oh, Soro tiến quá luôn này. Là 30 nha các bạn, Sorok tiến hoành Sorok ở level 30. Phải mới vừa bỏ địch chiêu này xong giờ học thêm học lại địch chiêu này nữa. Sau đó có tiếng quá rồi thì các bạn sẽ mình sẽ bỏ cái FD share các bạn hoặc những kinh nghiệm từ con Etebus nhiều hơn luôn. Con này các bạn mới lấy hệ Venusaur sâu các bạn. Con này nó có hệ đất nhưng mà chơi hệ điển được đâu. Đó mình tới cho chủ đạo quán luôn các bạn. Nhà bán nó có con King Ra các bạn.
Kingra, Pokemon hệ dòng nước nha các bạn. Lucas rồi, Lucas con Kingra. Bây giờ mình đánh xong mà thằng Lucas này mình sẽ đi tới thành phố tiếp theo các bạn. Là 32 nè. Không chết mới đau chứ. Úi dồi ôi. Biết nữa chứ. Bị dính cái quả bóng phun bực của con quỷ bạch tuộc hồi nãy làm dính Atomic hoài luôn. Hồi sinh cho cái con Etherbird các bạn. Yếu thế hơn con bạch tuộc nãy bạn, nó có thể độc nữa nên là đánh nó không có gây super effect được. Chủ yếu là để chết lấy con Etherbird ra cày ra bờ thôi. Kingra mày. Năm level nó mới tiến quá các bạn. Đó, mình đã nhận được cái huy hiệu của biển các bạn. Mình có thể xem góc mắt ở ngoài rồi. Bây giờ mình sẽ vô mình khám bệnh trước. Từ đây mình sẽ đi xuống đường thành phố này các bạn. Khoan hoàng để mình
đi qua bên phía bên này xem có gì nhặt hay cho gì không đã. Vé thì mới phải đi được nha bạn. Hiện tại cũng chưa có vé. Có ai cho vé không? Chắc là không ai cho mình vé, chưa có, tạm thời chưa có vé bạn. Giờ mình phải đi tiếp thành phố tiếp theo bạn. Ở đây là cái cổng ra khỏi cái thành phố biển nha. Đâu mà xem, đây không có gì hết. Một con già đang ngủ. Đây là đường số 409 rồi. Cho một cái mom mà khắc hệ khu hệ mình nó cậy level ngon đó bạn. Mà nó cho level thấp quá, cho level cao hơn xíu mà ngon. Thầy chưa biết tên mà nói là hôm nay cái nhìn cái biển khá là yên tĩnh các bạn. My name is Thomas. Nó đến từ thành phố Dallas City và nó hy vọng mình sẽ gặp lại nhau nữa lần nữa. Thằng nào cũng vậy, sợ có hay ma các bạn. Ở đây mới có tuyệt chiêu đá rồi. Oh man. À ông này cho HM06 nè. Trời ơi. Tưởng không ai cho HM06 đi chứ bạn. Bây giờ phải quay về mà lấy con solar ga để sử dụng nó làm tuyệt chiêu là đập đá vậy. Thì để chơi cho hai con sao mà lấy con solar ga. Vãi, con solar này sẽ được đắt 206 à. Vãi thật. Hồi ảo bài trưởng các bạn. Cho nó Labita xài được các bạn. Không cần cái con này, con rock này xài cũng được nè. Labita sau này mình cần cày các bạn. Có thấy là mình sẽ cần để nó từ từ. Không cần thiếu dạy con Labita chưa đó các bạn, cái này được rồi. Quán cũng một cái mod bình thường đây chứ là học tuyệt chiêu thôi.
Thôi ta bớt này mình chỉ có một chiêu hệ điện các bạn. Chà chưa có chiêu được khác nữa. Vãi. Ồ, thằng Ron nữa bạn. Vãi thật. Cái con này nó vẫn lên tiếng của con này nó vẫn còn thật chiêu à, bò tử nắm bạn, các VT vẫn còn dính cái đó. Trời. À bị dính ngủ nó chứ. Phải hồi sinh lại cho con gì nữa bạn. Giờ mà chạy về thì tốn thời gian quá. Tại giờ mà đang cày cái này có tiếng quá mà. Ủa Charbon. Mắt reflect thì liếp đồ chạy. Lại 5 con. Thank you.
cây vải thì lại nữa, trời chị chưa phải trưởng bạn. Nghĩ và thành phố tiếp theo của mình là thành phố sẽ có Pokemon hệ ma rất là nhiều nha các bạn. Ở đây mình thấy nó xài Pokemon là dường như thế xài Pokemon hệ ma rồi. Các Dust City nó thành phố bóng tối vậy nghe không? Thành phố tối hay cái gì các bạn? Mình nghĩ chắc là có tồn tại hệ ma rồi đó. Nó tăng cái gì lên mình nhiều quá, né tránh nhiều quá. Tăng né tránh nhiều quá mình đánh không được nó luôn chứ. Thơ đó bạn, hồi lại bê bê tất cả luôn. Ôi, địa nghĩa của điều nào? À, cái này không đường nha bạn. Để mình đi xuống dưới. Ghét chứ là cái chỗ này nó không có bản đồ bạn. Trời ơi, game nó không có bản đồ cho mình. Mỗi lần mình muốn xem bản đồ các bạn phải vô một cái main center, vô cái bản đồ bự trong cổng mới coi được. Cây vậy đó. Chứ không cho mình cái bản đồ cầm tay game thiết kế. Cái trang bản Pokemon Rap luôn bạn, Pokemon Rap cũng không có bản đồ cầm tay. Cứ mỗi lần đi là mỗi lần nó có cái bản đồ dưới đường vậy đó. Rồi mày nhìn cực ghê luôn chứ. Tiến quá rồi, ngon. Chịu đóng ăn xôi siêu này sắp tiến quá rồi.
level nữa thôi. Để xem mình có cái gan candy nào không, chứ nó ăn tiến hóa luôn nhở. Không có, mình không có gan candy nào ở đây các bạn. Gì đây? National Park à ha, công viên quốc gia các bạn. National Park, công viên quốc gia. Cây thế nhờ. Phải, nó lại chơi cái chiêu này nữa. Cay thiệt luôn thật sự. Lại chơi nữa, định mệnh á. Bực thiệt chứ. Mình ghét mấy thằng chơi chơi gì ghê luôn các bạn. Chơi đánh thừa, đánh luôn đi chơi thiệt chiêu bữa bữa không à. Cái thiệt sự. Mà thua rồi. Quải chở luôn. Coi hồi máu cho không. Gì đây? Catching contact. Ở đây cũng có con catching contact nữa.
cái mô hình này là cái mô hình bên bên Gen 2 nữa các bạn. Này thì cho đồ. Lai bon mày. Lai bon như là món đồ dành cho con Pikachu chứ không phải là quả bóng bóc Pokemon đâu nha. Đây có một cái chế bóng nhặt nè. Nidogan. Dạ, đi tiếp bạn ơi. Ở đây tốn thời gian quá, dù sao cái National Park cũng chưa có cho mình làm gì đâu bạn. Hôm nay cái tai nghe mà nó muốn hư hư rồi các bạn. Chắc là nó phải mua tai nghe mới thôi. Ở đây nó không có cho bệnh gì hết các bạn. Ở đây có con nhỏ đánh mình. Cái công viên này nó chỉ là ngoài ra chỉ thi đấu bắt Pokemon hay côn trùng hay cỏ ra thì không có gì bắt cho hết nha các bạn. Oh man, con này mới vô được cần phải cắt hệ cái đánh này. Tiến quá chắc rồi bạn, nếu mà đúng là level 40 là con ấy thứ bớt mình tiến quá rồi bạn. Đánh xong con thầy là sao con sao nó cũng tiến quá thôi. Rồi để try.
À, mình đi xuống khỏi chỗ này là mình sẽ tới được thành phố Darkest City các bạn. Ồ, tới thành phố nè. Ồ, tới thành phố rồi bạn ơi. Đó, mất dài chỗ này à. Tới đây á. Đó, thì mà cái gì được. Đây, đây đất city nè. Rồi, ok, mình xin kết thúc clip ở đây nha. Cảm ơn các bạn theo dõi mình. Các bạn thấy hay, các bạn chụp like, lượt subscribe. Nhớ đến kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.